Vatican, Đức Thánh Cha Francisco thành lập ngân quỹ Gioan Paolo đệ nhất. Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thành lập ngân quỹ Gioan Paolo đệ nhất theo giáo luật và luật của quốc gia thành Vatican để đào sâu thân thế, tư tưởng và giáo huấn của vị tiền nhiệm đáng kính. Gioan Paolo đệ nhất, Abino Luciani và cổ võ việc học hỏi và phổ biến các tác phẩm của ngài. Trong phút chiếu ngày 17 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa thánh cho biết, buổi tiếp kiến dành cho ngày hôm ngày 10 tháng 2 trước đó, Đức Thánh Cha đã đưa ra quyết định thành lập ngân quỹ này. Mục đích của ngân quỹ Joan Paulo đệ nhất là chăm sóc bảo tồn các di sản văn hóa và tôn giáo cho Đức Giáo Hoàng Joan Paulo đệ nhất để lại. Thúc đẩy và sáng kiến như hội nghị, hội họp hội thảo và học tập, thiết lập giải thưởng và các học bổng, lo về các hoạt động xuất bản bằng cách xuất bản các kết quả học hỏi và nghiên cứu của chính tổ chức này cũng như tác phẩm của bên thứ ba. Đề sức ngân quỹ này như là một điểm tham chiếu ở Ý và ở nước ngoài cho những người hoạt động trong cùng lĩnh vực và có cùng mục đích. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất tên là Albino Luciani, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1912 tại Forno di Canele, tỉnh Belluno. Ngài được thụ phong linh mục vào tháng 7 năm 1935, được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 23 bổ nhiệm làm giám mục của Vittorio Veneto vào năm 1958 và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 6 bổ nhiệm làm thượng phụ Venecia. Ngày 5 tháng 3 năm 1973, Ngài được thăng làm Hồng Y và ngày 26 tháng 8 năm 1978, trong mực nghị Hồng Y, sau khi được Đức Giáo Hoàng Doan Paulo thứ sáu qua đời, Ngài được bầu chọn làm Giáo Hoàng với tên hiệu là Doan Paulo II để kính nhớ hai vị tiền nhiệm Doan Phaolô thứ 23 và Phaolô thứ sáu nhưng Đức Doan Phaolô thứ nhất đã đột ngột qua đời vào ngày 28 tháng 9 sau đó, chỉ sau 33 ngày làm giáo hoàng. Tiểu sử của Đức Doan Phaolô đệ nhất là tiểu sử của một mục tử gần gũi với mọi người, tập trung vào bản chất của đức tin và với sự nhạy cảm phi thường về xã hội. Giáo lý của ngài rất hợp thời, sự gần gũi, khiêm nhường, đơn giản, xác tín về lòng thương xót của Chúa Tình yêu đối với tha nhân và sự liên đới là những đặc điểm nổi bật của Ngài.